Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo các con, chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình, lấy gì ăn, hay cho thân xác các con, lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm. Thế mà cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng, áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không canh cưỡi. Nhưng Thầy nói với các con rằng, ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy, nếu hoa cỏ đồng nồi nay còn mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc. Vì chưng dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy, các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Kính chào quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Hôm nay ngày mùng 1 Tết, ngày mới của năm mới, năm 2022, năm Nhâm Dần. Trước khi đi vào chia sẻ, tôi xin được dành giây phút này để kính chúc quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em một năm mới bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn đón nhận được những hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Xin Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta, là đấng dựng nên mọi sự, làm chủ mọi sự, ghé mắt nhìn đến ông bà anh chị em, đồng hành cùng ông bà anh chị em, gìn giữ và thêm sức cho ông bà anh chị em, cách riêng trong những ngày tháng bệnh dịch COVID-19 vẫn còn đang hoành hành trong đất nước cũng như trên thế giới của chúng ta. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay là ngày đầu của năm mới âm lịch. Ngày mùng 1 Tết, ngày mới, năm mới, nên không khí cũng mới. Mới ở đây, theo cái nghĩa là cả không khí, cả bầu trời hầu như là được trong lành hơn. Và chúng ta cũng có một cái nhìn mới, một cái nhìn với những hy vọng, với những niềm vui, hy vọng và niềm vui cho một năm mới bình an hơn. Và đó cũng là chủ đề, là nội dung của ngày mùng 1 Tết khi chúng ta đến nhà thờ dâng lễ, chúng ta cầu bình an cho năm mới, cho cá nhân chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho bà con họ hàng thân thương, cho cộng đoàn, cho đất nước dân tộc của chúng ta. Tôi còn nhớ những ngày còn bé tại Việt Nam, ngày mùng 1 Tết luôn là một ngày rất là linh thiêng, một ngày mà rất vui và được mong đợi nhiều lắm. Một trong những điều mong đợi là gì? Là thời tôi nhớ còn bé ở Việt Nam thì còn nhiều khó khăn, đặc biệt là về vấn đề kinh tế. Cho nên là cứ chờ đến ngày mùng 1 Tết để được mặc quần mới, áo mới,
rồi được mang giày dép mới. Thời đó thì thực sự rằng không phải là lúc nào muốn thì có thể đi mua quần mua áo mới được như bây giờ. Nhưng mà cứ phải chờ đến những ngày Tết, ngày lễ mới có cơ hội được mặc quần áo mới, giày dép mới, cho nên mong lắm. Vì vậy mà để sống lại cái tinh thần của ngày Tết trẻ thơ đó, hôm nay tôi cũng mặc quần áo mới. Ông bà anh chị em thấy rằng thông thường thì tôi hay mặc vest màu đen, nhưng mà ngày hôm nay ngày mùng 1 Tết tôi cũng mặc khác đi một chút để gợi nhớ lại cái tinh thần sống trong cái ngày năm mới với những điều mới, và cũng là cái niềm vui để mặc những đồ bộ mới, những bộ đồ đẹp. Chúng ta thấy rằng một ngày mùng 1 Tết là ngày linh thiêng và đặc biệt, là vì vậy nên dù rằng chúng ta có thể lam lũ vất vả làm ăn suốt cả một năm cực khổ, nhưng mà ngày mùng 1 Tết thì ai nấy đều cố gắng để nghỉ làm, rồi dọn dẹp và trang trí nhà cửa cho sạch đẹp. Rồi người ta cũng mặc những đồ bộ đồ đẹp nhất và ăn những món ăn ngon. Cho dù cuộc sống của chúng ta có khó khăn, có nghèo khổ, chúng ta cũng cố gắng để cho cái ngày hôm nay là cái ngày tốt đẹp nhất có thể. Chúng ta tạm gác qua những gì không vui, những gì là không may mắn. Thế rồi chúng ta tạm thời hưởng sự bình an của một năm mới, của một ngày đầu của năm mới. Hôm nay ngày mùng 1 Tết, chúng ta cầu xin cho ơn bình an. Vào đêm giao thừa thì tôi đã nói về hạnh phúc. Hôm nay tôi xin được nói một chút về bình an. Và bình an mà tôi nói đây là sự bình an của Chúa, chứ không phải là thứ bình an của thế gian. Bình an của thế gian thì khác với bình an của Thiên Chúa. Bình an của thế gian là không có chiến tranh, là không có ốm đau bệnh tật, là không có đau khổ. Nếu hiểu nghĩa bình an theo nghĩa đó thì trong cuộc đời của chúng ta ít khi chúng ta được bình an lắm. Nhưng bình an mà chúng ta cầu xin ngày hôm nay đó là sự bình an của Thiên Chúa. Và sự bình an của Thiên Chúa thì như lời chính Chúa Giê-xu đã nói, khác với sự bình an của thế gian. Bài tin mừng mà chúng ta nghe công bố hôm nay đã chỉ cho chúng ta cách thức để đạt được sự bình an đó. Vậy sự bình an đó là gì? Đó là sống phó thác vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Linh mục Jacques Philippe của dòng Bát Phúc đã nói trong cuốn Tìm kiếm và giữ lấy bình an rằng chúng ta được bình an bao nhiêu là lệ thuộc vào việc chúng ta tin tưởng và phó thác vào Chúa bấy nhiêu. Nếu chúng ta tin tưởng và phó thác vào Chúa nhiều thì chúng ta sẽ được bình an nhiều. Còn nếu như chúng ta không tin tưởng phó thác vào Chúa thì chúng ta không thể được bình an. Tin mừng trong thánh lễ của năm mới hôm nay, Chúa Giê-xu đã dạy cho chúng ta rằng đừng quá lo lắng về đời sống của bản thân, cái ăn, cái mặc, sức khỏe, nhưng phải tin cậy vào tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Và Chúa Giê-xu đã đưa ra những ví dụ. Ví dụ thứ nhất là gì? Ngài nói rằng hãy nhìn những con chim trời kìa. Chúng không gieo, không gặt. Vậy nhưng chúng vẫn sống, vẫn có cái ăn hàng ngày. Cha trên trời vẫn nuôi sống chúng. Rồi Chúa Giê-xu lại đưa ra rằng nếu còn việc chúng ta lo lắng về chúng ta có cao hơn, thấp hơn hay sống được bao lâu hay nói khác là lo lắng về sức khỏe của chúng ta. Thì Chúa Giê-xu cũng nói rằng có ai cứ lo lắng mà kéo đời mình dài được hơn một gang tay không? Không có. Nếu mà lo lắng mà làm cho cuộc đời của chúng ta được kéo dài ra một gang tay thì tôi nghĩ rằng cũng cố gắng lo lắng nhiều hơn nữa. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta thấy rằng lo lắng không làm cho cuộc đời của chúng ta dài thêm hay không làm cho chúng ta cao hơn được. Rồi Chúa lại nói tới hãy nhìn những bông hoa huệ ngoài đồng. Chúng không dệt, không cởi, nhưng mà những chiếc áo Thiên Chúa mặc cho họ thì đẹp hơn cả những long bào của vua Salomon. Qua những cái ví dụ đó, Chúa nói rằng Thiên Chúa yêu thương quan phòng. Như trong bài sách Sáng Thế mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất,
đã nói rằng Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất muôn vật như thế nào. Và Thiên Chúa không những tạo dựng nên trời đất muôn vật, mà Thiên Chúa còn sắp đặt vũ trụ này theo một trật tự để mọi sự hoạt động điều hòa với nhau. Mặt trăng, mặt trời, các ngôi sao, các tinh tú, một năm bốn mùa xuân hạ thu đông, ngày thì có ngày mặt trời chiếu sáng, đêm thì có ánh trăng và những ngôi sao. Trên trời thì có chim trời, dưới cá thì có cá biển, trên đồng ruộng có những con thú vật, và cuối cùng có cả con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã nhìn vào con người, nhìn vào tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng nên, và Thiên Chúa nói rằng rất là tốt đẹp. Thiên Chúa dựng nên, chắc chắn Ngài có một chương trình để quan phòng, để lo lắng cho chúng ta. Chúng ta có đủ niềm tin để phó thác vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa hay không? Chúa nói rằng đừng quá lo lắng. Đừng quá lo lắng không có nghĩa là không cần phải lo liệu. Lo lắng khác và lo liệu khác. Lo lắng không làm được gì cả, nhưng mà lo liệu thì cần phải có. Và chúng ta nhớ là trong một trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần thì có ơn biết lo liệu. Là con người thì chúng ta cần phải đủ khôn ngoan, biết tính toán, biết lo liệu. Lo liệu cho mình, cho gia đình, cho xã hội. Lo liệu cho ngày hôm nay, ngày hôm mai, biết sắp đặt công việc. Đó là ơn biết lo liệu, là một trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Thế là lo liệu thì cần phải có. Còn lo lắng thì lại khác. Người biết lo liệu là người khôn ngoan, biết tính toán. Và Chúa Giê-xu cũng đã nói nhiều lần về cái ơn biết lo liệu này. Ví dụ như khi Chúa nói rằng, đưa ra cái dụ ngôn rằng, nếu bây giờ có một cái quân đội nó chiếm đánh chúng ta, nó có 10.000 quân, còn chúng ta chỉ có 1.000 quân thôi, thì chúng ta biết rằng chúng ta không thể đánh thắng được. Thì chúng ta phải mau chóng, trước khi người ta tiến đánh chúng ta, thì chúng ta cần phải đi làm hòa với họ trước. Đó là ơn biết lo liệu. Biết tính toán, biết sắp đặt công việc và biết lo liệu, cho nên công việc mới có hiệu quả được. Còn lo lắng thì lại khác. Lo lắng là chúng ta lo lắng, có thể nói là một cách vô cớ. Ví dụ có nhiều người thì quá buồn sầu lo lắng về quá khứ, về những lỗi lầm, những vấp phạm trong quá khứ. Nhưng mà nếu chúng ta cứ lo lắng sợ hãi trong quá về quá khứ, mà trong thực tế là gì? Không ai có thể đi ngược lại quá khứ để thay đổi bất cứ một việc gì cả. Nếu như không thể thay đổi trở về quá khứ để thay đổi được một việc gì, thì lo lắng để làm gì? Nếu như chúng ta lo lắng cho về những gì đã xảy ra trong quá khứ mà chúng ta thay đổi thì đáng lo lắng. Nhưng mà trong thực tế thì không ai đi được lại quá khứ để thay đổi bất cứ điều gì cả. Hay là trong tương lai, có nhiều người thì sống ngày hôm nay nhưng mà cứ lo lắng cho ngày mai, cho năm tới, cho những năm tới. Còn đang khỏe bệnh ở đây mà tối ngày cứ lo rằng không biết mình sẽ bệnh tật như thế nào. Còn có cái ăn ngày hôm nay nhưng mà đã lo rằng năm tới không biết lấy cái gì mà ăn, lấy cái gì mà sống. Mà thưa ông bà anh chị em, nếu như chúng ta không sống trong giây phút hiện tại mà chúng ta lo quá nhiều cho tương lai thì không ích lợi gì cả. Bởi vì tương lai chưa đến. Và cách tốt nhất để cho chúng ta chuẩn bị cho tương lai, lo liệu cho tương lai là gì? Là chúng ta hãy sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Nếu chúng ta sống trọn vẹn giây phút hiện tại, nếu chúng ta sống tốt giây phút hiện tại, thì không lo gì là những ngày tháng tương lai sẽ tốt đẹp cả. Còn nếu như bây giờ trong hiện tại chúng ta không sống giây phút hiện tại, mà chúng ta cứ lo lắng những điều vu vơ của tương lai, thì chúng ta không sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Mà khi giây phút hiện tại không trọn vẹn thì làm sao tương lai của chúng ta trọn vẹn được? Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta, và trong ngày lễ chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức ơn của Chúa Thánh Thần đó, thì có lời nguyện đã đọc như thế này: Lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần đứng an ủi đến trong những người này. Xin ban cho những người này thần trí khôn ngoan và ơn thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh
thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho người này đầy ơn kính sợ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thế là xin cho bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Trong đó có ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, ơn biết lo liệu. Rồi, một cái điểm nữa là khi Chúa Giêsu dạy chúng ta tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa để chúng ta mới được bình an, thì không có nghĩa rằng quan phòng, tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa để rồi chúng ta lười biếng, chúng ta trở thành thụ động, chúng ta sống thiếu trách nhiệm. Mà không phải vậy. Khi Chúa Giêsu đưa ra cái ví dụ rằng những con chim trời nó không gieo, nó không gặt nhưng mà nó vẫn có cái ăn. Đúng, con chim trời nó không gieo, không gặt nhưng mà nó cũng phải bay đi đây đi đó, nó cũng phải đi tìm của ăn. Nó không còn ngồi yên một chỗ, há miệng ra để chờ sung nó rụng xuống. Mà những con chim đó nó cũng bay để đi tìm mồi. Và nó không những đi tìm mồi mà nó còn cho bản thân nó, mà nó còn tìm mồi mang về cho những con nhỏ của nó nữa. Hay những cánh hoa trên đồng nội, nó được mặc lên những chiếc áo đẹp mà thực sự không có cái gì đẹp bằng thiên nhiên cả, và không có cái gì đẹp bằng những màu sắc của thiên nhiên cả. Nhưng mà những cái hoa đó cũng có những người chăm sóc cho nó, và tự bản thân nó cũng phải có những cái rễ bám xuống lòng đất để hút những chất để nuôi dưỡng nó, để làm cho nó sống. Nào là nước, nào là những chất dinh dưỡng để nó sống và nó có thể nở ra những bông hoa tươi đẹp đó. Chứ không phải là nó hoàn toàn thụ động đứng yên ở đó. Thế chúng ta thấy rằng sống tin tưởng phó thác vào Chúa không đồng nghĩa với sự lười biếng, với sự vô trách nhiệm, với sự thụ động, nhưng là biết cộng tác với ơn của Chúa, biết cộng tác với những gì Chúa đã ban cho chúng ta để làm cho trái đất của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Cộng tác với ơn của Chúa, cộng tác với nhau để chúng ta có cái ăn, có cái mặc. Nhưng mà tự bản thân chúng ta không tự sáng tạo, không tự chế tạo ra, mà Thiên Chúa đã sáng tạo ra. Còn chúng ta cộng tác với những gì Thiên Chúa đã sáng tạo ra, để rồi chúng ta có cái ăn, cái mặc. Chúng ta cộng tác với ơn của Chúa, chúng ta quản lý những gì mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Như khi Chúa tạo dựng nên trời đất muôn vật, Chúa đã trao cho nguyên tổ chúng ta Adam và Eva quản lý chăm sóc mặt đất này, từ việc đặt tên cho các con vật, từ việc chăm sóc. Nói tới đặt tên cho các con vật thì tôi lại nhớ tới một câu chuyện vui, chuyện kể rằng năm nay là năm Nhâm Dần, năm con cọp, hay có nơi thì còn gọi là con hổ, hay là có nơi còn gọi là ông 30, có nơi thì gọi là con hùm. Thế là có câu chuyện kể rằng con hùm nó có cái tên đó là như thế này. Khi A-Zong đang ngồi để mà đặt tên cho các con phúc vật, như chuyện Thánh Kinh đã nói, thế nào, thế là cả suốt từ sáng đến trưa ông đặt tên cho hết con này đến con kia. Thế là đến gần trưa thì ông mệt lắm rồi, thì tự nhiên xuất hiện có một con vật to lớn, lông vàng và có những đường vằn đen đến để cho A-Zong đặt tên. Thì lúc đó A-Zong quá mệt mỏi rồi thì ông mới ngồi, ông ngửa đầu lên và ông ngáp lên một cái như vậy. Thế là cái con vật đó nó tưởng là A-Zong đặt tên cho nó là một cái như vậy. Thế là nó mới quay sang tất cả những con vật khác đang ngắm nhìn và nó hú lên tiếng một cái như vậy. Thế là từ đấy đi nó có tên là hùm, từ cái câu mà ông A-Zong đã thở mệt ra. Thế là nó bước đi trong sự húng dũng mãnh như vậy. Đó là câu chuyện hài hước nói về con cọp. Nhưng mà chúng ta nằm con cọp thì chúng ta cũng thấy rằng con cọp là một cái con vật hung hãn, một con vật mạnh mẽ, nhưng mà cũng là một con vật rất gần gũi với con người. Vì vậy mà trong ca dao tục ngữ, trong những câu chuyện, rất có nhiều câu chuyện nhắc đến hình ảnh của con cọp. Và đặc biệt là con cọp nó quá mạnh mẽ, nó uy nghi đến như vậy, cho nên nó được coi như một con vật thiêng liêng, một con vật từ trời sai xuống để mà bảo vệ
bảo vệ cho con người, bảo vệ cho những sự thánh thiêng. Cho nên chúng ta thấy ở một số những đình, những chùa, người ta có những hình con cọp, con hổ ở ngay những cửa ra vào vân vân, như là để bảo hộ, bảo vệ. Tuy rằng con cọp nó hung hãn đến như vậy, nhưng mà nó cũng có thể trở thành một con vật rất trung thành và một con vật rất dễ thương. Như trong sách thánh cũng nhiều lần nhắc đến những hình ảnh của con cọp dũng mãnh. Tuy nhiên sách thánh cũng đã nhắc tới là gì? Tới thời hòa bình, tới thời Đấng Cứu Thế đến, ngay cả những con cọp, con sư tử cũng ăn cỏ chứ không ăn thịt nữa, mà là chơi chung với những đứa trẻ. Một cái sự hòa bình đó mà chúng ta ngày hôm nay trong năm Nhâm Dần, chúng ta cũng xin Chúa ban bình an cho chúng ta. Rồi chúng ta thấy rằng để cho chúng ta có công việc, chúng ta phải nhớ rằng Chúa trao cho chúng ta những trách nhiệm. Thế chúng ta phải có bổn phận đó. Nếu bạn chị em còn nhớ cái dụ ngôn mà Chúa kể về việc ông chủ đi xa rồi trao cho các đầy tớ người 5 nén, người 3 nén, người 1 nén đấy. Tức là Chúa cũng trao cho mỗi người chúng ta những ơn riêng, những khả năng riêng, để chúng ta cần phải sử dụng những ơn đó để làm ích lợi cho bản thân của mình, cho gia đình, cho xã hội. Còn nếu như chúng ta lười biếng, chúng ta vô trách nhiệm, chúng ta thụ động, chúng ta không cộng tác với ơn Chúa hay sử dụng những ơn mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, thì đó là lỗi lầm của chúng ta mà sau này chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa. Cho nên để cho chúng ta được bình an thì chúng ta cũng phải biết sử dụng những ơn Chúa ban, cộng tác với những ơn Chúa ban, cộng tác với nhau để xây dựng gia đình, xã hội và thăng tiến bản thân của chúng ta. Thế rồi sự bình an, sự phó thác đó thực sự được hiện diện ở trong cuộc đời của chúng ta. Và cuối cùng Chúa đã nói rằng tiền vàng các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và mọi sự sẽ được ban cho các con. Như hôm qua đêm giao thừa tôi đã nói tới, nếu Thiên Chúa là mục đích hạnh phúc cuộc đời của chúng ta, là đối tượng hạnh phúc cuộc đời của chúng ta, thì hạnh phúc đang trong tầm tay, đang rất gần với chúng ta, và chúng ta không sợ bị mất hạnh phúc đó. Cũng vậy, nếu như chúng ta luôn biết tin tưởng phó thác vào Chúa, để rồi luôn biết tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, thì chắc chắn sự bình an đó sẽ luôn luôn tồn tại ở với chúng ta. Chúng ta thấy mỗi sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại, mỗi lần Chúa hiện ra với các tông đồ, Chúa đều nói rằng bình an cho các con. Chúa biết rằng ông bà anh chị em và cá nhân tôi nữa, không ai trong chúng ta không có những khó khăn, không có những lúc có những thử thách, những đau khổ, những thất bại, những buồn phiền, những sợ hãi. Chúa biết điều đó. Vì Chúa biết điều đó, cho nên Chúa muốn ban bình an cho chúng ta. Chúa muốn củng cố sự bình an trong cuộc đời của chúng ta. Chúa biết là con người sống trên trần gian này, chúng ta phải lo ăn, lo mặc, lo sống, lo cho sức khỏe. Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay, trong ngày đầu năm mới, Chúa đã nhắc đến, bởi vì Chúa quan tâm đến cái ăn, cái mặc, sức khỏe, sự sống của chúng ta. Chúa quan tâm đến sự bình an của chúng ta. Vì vậy trong ngày đầu năm mới này, giáo hội đã dùng lời của Chúa để chỉ cho chúng ta cách thức để chúng ta có thể đạt được sự bình an đó. Tiền của là phương tiện để cho chúng ta sống, nhưng mà nó không phải mục đích của cuộc đời của chúng ta. Bởi vì nếu như tiền của, danh vọng, quyền lực, thành công là mục đích sống của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta không được bình an đâu. Bởi vì những thứ đó đến và đi rất nhanh chóng. Chỉ có khi sự bình an của chúng ta đặt nơi Thiên Chúa, thì sự bình an đó mới vững bền được. Chúng ta phải ưu tiên cho việc tìm kiếm nước Thiên Chúa với hết khả năng của chúng ta. Như lời Thánh Kinh nói, hãy yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết sức của chúng ta. Hãy đặt Thiên Chúa làm trọng tâm cho cuộc đời của chúng ta. Và chính Thiên Chúa sẽ ban bình an cho chúng ta. Trong bài Thánh Thư thứ hai của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ, Thánh Nhân đã nhắc cho chúng ta rằng
hôm nay hoặc ngày mai. Chúng tôi đừng bao giờ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đến một thành nọ rồi ở lại đó một năm mà buôn bán kiếm lời. Anh em không biết ngày mai sẽ ra sao. Bởi vì đời sống anh em là cái gì? Là một chút hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi biến đi. Lẽ ra anh em phải nói rằng nếu Chúa muốn và nếu chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ làm điều này, điều kia. Nếu Chúa muốn. Thế là, hay nói cách khác, là để cho chúng ta được bình an thì chúng ta phải tập sống theo thánh ý Chúa. Tập thi hành thánh ý của Thiên Chúa chứ không phải ý riêng của chúng ta. Ý của Thiên Chúa đôi khi có thể là khó khăn khi chúng ta chưa hiểu được. Nhưng mà cuối cùng ý của Thiên Chúa thì luôn luôn tốt hơn ý của chúng ta. Còn đau khổ. Đau khổ là một phần trong cuộc sống. Cuối bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giê-xu đã nói rằng ngày nào có sự khốn khó của ngày ấy, hay nói cách khác là bình an không có đồng nghĩa việc là không có đau khổ, khó khăn và thử thách. Và ngược lại, có những khó khăn, đau khổ và thử thách cũng không có nghĩa là không có bình an, không có hạnh phúc. Bởi vì rất nhiều người phải làm ăn cực khổ, đổ mồ hôi nước mắt, nhưng mà khi chiều về ngồi ăn chung một bữa cơm với vợ, với con của mình, họ vẫn cảm thấy rất bình an và hạnh phúc. Có những người đang nằm trên giường bệnh, liệt giường 5 năm, 10 năm. Người ngoài nhìn vào thấy rất đau khổ và buồn phiền cho họ, thương cảm cho họ. Nhưng chính bản thân họ lại cảm thấy bình an và sẵn sàng dâng tất cả mọi giây phút ngày sống của họ cho Thiên Chúa để cầu nguyện cho thế giới, cho con cháu. Ngày nào có sự khốn khó của ngày đó. Là những người công giáo, là những người tin vào Chúa, chúng ta không đi tìm đau khổ, chúng ta không chờ đón đau khổ và chúng ta không mong đau khổ cho mình và cho tha nhân. Tuy nhiên, khi những thử thách gian truân đau khổ đến, chúng ta sẵn sàng đón nhận. Và chúng ta chật tập đón nhận, tập chấp nhận những đau khổ như là một phần cần phải có trong cuộc sống. Nếu Đức Giê-xu Kitô là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là đứng vô tội, là đứng thánh, mà cũng sẵn sàng chấp nhận những đau khổ để đền trả tội lỗi của chúng ta, thì huống gì chúng ta là những con người nhân vô thập toàn, là những con người yếu đuối tội lỗi, thì chắc chắn chúng ta phải đối diện với những thử thách, những gai go, những đau khổ trong cuộc đời. Và nếu như chúng ta biết đón nhận và biết phó thác luôn cả những đau khổ đó trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, thì chắc chắn chúng ta vẫn có thể có bình an. Chúng ta vẫn có thể có bình an. Chúng ta hãy cố gắng như lời Thánh Phaolô đã khích lệ chúng ta khi Ngài nói những đau khổ ở đời này sánh sao cho bằng những phần thưởng mà chúng ta sẽ được đón nhận ở đời sau. Hơn nữa, trong đau khổ của chúng ta, Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng ta. Ngài vẫn bế ẩm chúng ta trên cánh tay của Ngài. Ngài vẫn ban ơn giúp sức cho chúng ta. Trong các bài giảng tĩnh tâm tôi cũng đã từng chia sẻ, tôi nói rằng nếu như không có ơn Chúa trợ giúp, không có ơn Chúa đồng hành, thì làm sao chúng ta có thể đối diện với những đau khổ, những thử thách, những khó khăn lâu dài được. Chúng ta có thể đối diện với những khó khăn, những thử thách, những đau khổ được một ngày, một tuần, một tháng, một năm hay nhiều năm, thì chắc chắn rằng Chúa có ban ơn cho chúng ta, Chúa có trợ lực cho chúng ta, Chúa có đồng hành với chúng ta trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Cuối cùng, để cho chúng ta được bình an, tôi khích lệ quý cụ, quý ông bà, anh chị em, mỗi ngày, sáng khi thức dậy, trước khi đi làm, chúng ta hãy xin Chúa, lạy Chúa, xin ban cho con ơn bình an ở trong tâm hồn. Rồi lúc nghỉ trưa cũng vậy, cũng hãy cầu xin, lạy Chúa, xin ban cho con ơn bình an trong tâm hồn. Rồi chiều khi chúng ta đi làm về,
cũng lạy Chúa xin ban cho con ơn bình an trong tâm hồn. Bởi vì chỉ có khi chúng ta bình an thì chúng ta mới bình tĩnh. Và khi chúng ta bình tĩnh rồi thì chúng ta mới nhìn sự việc rõ ràng, suy nghĩ mới thấu đáo, để rồi chúng ta mới có những lời nói và những hành động đúng và hiệu quả được. Còn nếu như chúng ta không có bình an thì chúng ta dễ nổi giận, mà giận quá thì mất khôn đi. Để rồi chúng ta có những cái suy nghĩ lệch lạc, có những lời nói làm tổn thương đến nhau, và có những hành động mà sau này chúng ta phải hối hận. Cho nên để được bình an thì chúng ta việc đầu tiên một ngày hãy nhiều lần và mỗi ngày hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn bình an trong tâm hồn. Để rồi chúng ta bình tĩnh, để chúng ta suy xét, để chúng ta có những quyết định sáng suốt, để rồi chúng ta có thể giữ được sự bình an cho mình, cho gia đình. Và hơn sự giữ bình an, chúng ta còn có thể là sự bình an, mang bình an cho những người khác nữa. Rất cần thiết để cho chúng ta có ơn bình an trong tâm hồn, để chúng ta sáng suốt. Bởi vì là con người, khi chúng ta nóng vội, chúng ta dễ làm mất đi sự bình an của chính bản thân mình. Và khi chúng ta mất bình an thì chúng ta lại lấy luôn sự bình an của người khác. Ví dụ, một đứa con, nó đi học về cuối năm, nó đưa cái phiếu điểm cho cha mẹ. Chẳng may vì nó mê chơi hay lý do gì đó, nó bị một hai cái điểm thấp, một hai cái điểm xấu. Thế là cha mẹ chúng ta giận dữ, chúng ta quát tháo, chúng ta làm ầm ĩ lên. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi làm quá vất vả rồi, mà con cái chúng ta lười biếng để rồi không học hành tốt. Nhưng mà chúng ta nghĩ lại đi, sự bình an ở trong gia đình quan trọng hay là cái điểm con cái của chúng ta quan trọng? Cái điểm đó năm nay xấu, năm tới có thể tốt hơn. Nhưng nếu chúng ta vì nóng giận, vì quát tháo trong gia đình, chúng ta không những làm tổn thương đến con cái của chúng ta, mà chúng ta còn làm cho gia đình xào xáo một cái điều mà chúng ta ao ước mất đi. Hay là có một cha đã kể rằng, có một gia đình kia cũng gom góp tiền bạc, cố gắng sống hạnh phúc với nhau rồi, làm ăn vất vả, rồi cuối cùng có tiền để mua một cái xe mới. Nhưng mà trong ngày đầu tiên, người vợ chạy cái xe mới đi làm, vì chạy xe mới cho nên cô ta hồi hộp quá, cho nên bất cẩn là gì? Đã tông vào cái cột điện làm méo cái đầu xe. Thế là về, chồng tức quá chửi cho một trận, ném đồ đạc, bởi vì cảm thấy rằng gia đình đã quá vất vả để mua được chiếc xe, mà hôm nay cô vợ ngày đầu tiên lái chiếc xe đó lại làm cho nó bị móp méo đi. Thế thì cái xe đó quan trọng hay là tình cảm vợ chồng quan trọng? Hay vì cái xe là vật bên ngoài mà cuối cùng chúng ta làm tổn thương đến tình cảm vợ chồng, nó có đáng không? Hay là có người để chia sẻ với tôi rằng con rất muốn mua một cái nhà, nhưng mà chồng con thì lại không muốn, cho nên vì vậy mà vợ chồng tối ngày không vui với nhau, cãi vã với nhau. Thế là có một căn nhà thì cũng quý lắm, cũng tốt lắm, và là điều mơ ước của rất nhiều người. Nhưng mà cái nhà quan trọng hay là tình cảm vợ chồng, hay là đức tin trong gia đình, hay là làm gương sáng cho con cái là quan trọng. Cho nên trong cuộc sống gia đình mỗi ngày, chúng ta có nhiều cái điều nhỏ nhỏ lắm, mà nếu chúng ta không biết có sự bình an trong tâm hồn, không biết giữ gìn sự bình an, thì chúng ta rất dễ dàng để đánh mất sự bình an đó. Và không những đánh mất sự bình an của mình, mà của người khác nữa. Cho nên ngày hôm nay, trong ngày mùng 1 Tết, ngày đầu năm mới, chúng ta xin cầu ơn bình an, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta, và chắc chắn Chúa ban. Như lời Chúa Giê-xu mỗi lần hiện ra các môn đệ Ngài đã nói, bình an cho các con. Nhưng mà để đạt được sự bình an đó, cần sự cộng tác của chúng ta. Chúng ta xin ơn bình an của Chúa, và chúng ta cũng hãy là sự bình an của Chúa cho nhau. Hãy gìn giữ sự bình an cho mình, cho gia đình, cho cộng đoàn, và hãy mang sự bình an đấy cho mọi người khắp nơi. Để rồi ngày hôm nay, ngày đầu năm mới, chúng ta được bình an, được vui vẻ với những cái mới, với những bộ đồ mới, với những món ngon, với những niềm vui. Hãy để cho niềm vui đó, sự bình an đó kéo dài suốt năm mới này của chúng ta. Khi chúng ta biết tiền vàng, các con hãy tìm kiếm những sự tốt đẹp của Thiên Chúa, và những sự khác sẽ ban cho chúng ta. Và chúng ta được bình an bao nhiêu lệ thuộc vào sự chúng ta tin tưởng và phó thác vào Chúa bấy nhiêu. Và bình an của mọi thương và chị em, bình an không có nghĩa là không có ốm đau bệnh tật, không có những sự khó.
Bởi vì cái bình an mà Chúa Giêsu nói không phải là Chúa Giêsu nói gì, thầy ban cho anh em bình an, không phải cái bình an mà thế gian ban, mà là cái bình an của Chúa. Bình an ở trong tâm hồn, bình an khi mà chúng ta gặp đau khổ thử thách, chúng ta vẫn bình an bởi vì chúng ta biết rằng mình có Chúa và chúng ta làm theo thánh ý của Chúa và chúng ta có Chúa, chúng ta bình an. Bởi vì thương bà anh chị em, chúng ta là người Công giáo chắc chắn sẽ có những khó khăn, sự thử thách. Ma quỷ sẽ tấn công chúng ta, sự dữ sẽ tấn công chúng ta, thế gian sẽ tấn công chúng ta, cho nên chắc chắn chúng ta sẽ gặp những khó khăn, những gian nan, những thử thách. Nhưng mà những gian nan thử thách đó không đồng nghĩa với việc rằng chúng ta không có bình an. Bởi cái bình an của chúng ta là bình an của Chúa ban, cái bình an từ đau trong đáy sâu thẳm của tâm hồn, chứ không phải là sự cái bình an mà của thế gian ban. Và để kết thúc, chúng ta nhớ tôi đã nhắc lời câu chuyện của Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu đấy. Khi nằm trên giường bệnh, thánh nữ bị bệnh lao phổi, đau đớn lắm. Mới 24 tuổi đời thôi. Đau đớn khủng khiếp như vậy. Vậy mà thánh nữ đã thốt ra là gì? Tất cả là hồng ân. Tất cả là hồng ân, không phải là mọi sự đều tốt đẹp, mọi sự đều có như được như ý. Mà tất cả là hồng ân có nghĩa là gì? Là ngay cả trong lúc đau khổ nhất vẫn là hồng ân, nếu chúng ta biết tin vào Chúa. Bởi vì chúng ta có đồng ý không nào? Là trong những lúc khó khăn đau khổ chúng ta học hỏi được nhiều hơn, có đúng không? Chúng ta học hỏi được nhiều hơn khi chúng ta gặp gian nan khó khăn thử thách. Và nếu chúng ta biết đón nhận thì cái tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa anh em nó sâu thẳm hơn ở chỗ đó. Qua những khó khăn thử thách mà chúng ta vẫn còn nắm tay nhau, vẫn còn nhau, thì cái điều đó nó xây cái tình nghĩa vợ chồng, tình anh em nó sâu sắc hơn nhiều. Xin Thiên Chúa là đứng đã yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta Đức Giê-xu Kitô con một của Ngài là tình yêu. Nhóm lửa yêu mến Chúa trong tâm hồn của chúng ta. Nhóm lửa yêu mến tha nhân trong tâm hồn của chúng ta. Chính Thiên Chúa là sự thinh lặng giúp cho mỗi người chúng ta biết tập sự thinh lặng trong mỗi ngày sống, để chúng ta biết lắng nghe Chúa, biết lắng nghe nhau và biết lắng nghe những cái nhu cầu trong tâm hồn của mình, tâm linh của mình. Và xin Chúa là sự bình an, ban bình an cho tất cả ông bà anh chị em. Để rồi trong mùa vọng này, chúng ta tập sống thanh lặng, tập sống cầu nguyện, tập sống bác ái, để rồi khi ngày Giáng sinh đến, chúng ta thực sự chan hòa, vỡ hòa với niềm vui kỷ niệm việc đứng cứu thế làm người. Xin cảm ơn tất cả ông bà anh chị em và tôi xin tạm dừng ở đây.